Trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và Hải Phòng được kỳ vọng sẽ gây cấn khi hai đội đều đang có phong độ tốt. Dù vậy, chủ nhà Viettel được đánh giá nhỉnh hơn nhờ hàng công bùng nổ trong thời gian gần đây đặc biệt là sự thích nghi nhanh chóng của các ngoại binh. Phong độ của Hải Phòng trong thời gian vừa qua khá ổn. Kể từ sau thất bại với tỷ số 0, 3 trước Hà Nội ở vòng 6, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đã kéo dài chuỗi bất bại lên con số 7. Đặc biệt Hải Phòng có chiến thắng ấn tượng trước Thanh Hóa. Trước khi bước vào kỳ nghỉ FIFA đây, qua đó không chỉ củng cố vững chắc vị trí ở nhóm đua vô địch, mà còn có thể hy vọng một thứ hạng cao ở cuối mùa. Dù vậy, thiệp số so với các đội phía sau rất nhỏ nhoi với chỉ một điểm nhiều hơn nên câu lạc bộ Hải Phòng thưa hiểu, họ hoàn toàn có thể bị thụt lùi xuống vị trí thứ 8 nếu như không có kết quả khả quan trước Viettel. Không có chuỗi bất bại dài như Hải Phòng nhưng phong độ của câu lạc bộ Viettel trong thời gian gần đây rất đáng thán phục. 3 chiến thắng và một trận hòa liên tiếp giúp đoàn quân của ông Thạch Bảo Khanh gia nhập nhóm đầu ở V-League 2023. Đặc biệt, Viettel vừa lần lượt loại hai đối thủ rất tham vọng là đương kim vô địch Hà Nội và Nam Định ở Cúp quốc, quốc gia để trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Lối chơi tốt dần lên của hai đội trong thời gian gần đây là nhờ những thay đổi về ngoại binh. Sức tấn công của cả Hải Phòng lẫn Viettel đều đã ít nhiều có biến chuyển khi bổ sung được những cầu thủ ngoại có chất lượng. Vì thế, cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và gay cấn câu lạc bộ hải phòng chắc chắn không muốn tụt bước trên bảng xếp hạng trong lúc viettel thừa hiểu giấc mộng vô địch có thể sẽ tan thành mây khói sớm nếu như không đánh bại được hải phòng bởi ở vòng này đội đầu bảng công an hà nội chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ là hà tĩnh có thể thấy cả hải phòng lẫn viettel đều xây dựng lối đá chặt chẽ có tính kỷ luật rất cao sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự được hai đội ưu tiên hàng đầu đó là lý do giúp cho Hải Phòng và Viettel sở hữu hàng thủ thuộc nhóm vững chãi nhất của V-League. Sau giai đoạn 1, Hải Phòng để thủng lưới 13 bàn trong lúc Viettel ấn tượng hơn với chỉ 11 bàn thua. Nhưng ở khía cạnh tấn công, Viettel được đánh giá nhỉnh hơn Hải Phòng trong cuộc đối đầu này. Lý do, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sở hữu nhiều cầu thủ nhạy bén hơn trong các pha hám thành. Những Hoàng Đức, E Sâm, Zaha đều là những mũi giáp công lợi hại của đội chủ nhà để có thể đe dọa khung thành của Hải Phòng. Cần biết rằng Hiệu suất ghi bàn của Viettel trong hai trận vừa qua đã được cải thiện khi các học trò của ông Thạch Bảo Khanh đã ghi đến 4 bàn thắng trước câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định. Trong lúc đó, đây là vấn đề vẫn còn làm nhức đầu huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khi các chân sút vẫn còn phung phí khá nhiều cơ hội khi tiếp cận cầu môn của đối phương. Với sự khác biệt này nên câu lạc bộ Viettel được dự đoán sẽ có nhiều cơ hội để bỏ túi chọn 3 điểm khi tiếp đội bóng đất cảng. Đội hình dự kiến câu lạc bộ Viettel và Hải Phòng như sau về phía câu lạc bộ viettel họ sẽ ra sân với thủ môn văn phong các hậu vệ tuấn tài thanh bình tiến dũng các tiền vệ đức chiến gia Ha, hoàng đức tiến anh văn hào bộ đôi tiền vệ là mạnh dũng và e sâm về phía câu lạc bộ hải phòng họ sẽ ra sân với thủ thành đình triệu các hậu vệ mạnh hùng benjamin hữu sơn cùng các tiền vệ martin lò việt hưng minh dĩ hải huy trung hiếu bộ đôi tiền đạo là bico almeida đội hình dự kiến câu lạc bộ Viettel và Hải Phòng như sau. Về phía câu lạc bộ Viettel họ sẽ ra sân với thủ môn Văn Phong, các hậu vệ Tuấn Tài, Thanh Bình, Tiến Dũng, các tiền vệ Đức Chiến, Gia Ha, Hoàng Đức, Tiến Anh, Văn Hào, bộ đôi tiền vệ là Mạnh Dũng và E Sâm. Về phía câu lạc bộ Hải Phòng họ sẽ ra sân với thủ thành Đình Triệu, các hậu vệ Mạnh Hùng, Benjamin, Hữu Sơn, cùng các tiền vệ Martin Lò, Việt Hưng, Minh Dĩ, Hải Huy. Trung Hiếu, bộ đôi tiền đạo là Bico, Almeida. Được biết trận đấu giữa Viettel và Hải Phòng diễn ra trên sân hàng đấy lúc 19h15 ngày 15 tháng 7 năm 2023. Theo bạn giữa câu lạc bộ Viettel và Hải Phòng đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.